Chào anh Phi, chào chị Phi. Chào. Rồi cũng như là chị Phi cũng đã biết cái vấn đề là bé Khôi mất điện thoại rồi. Rồi còn anh Phi, anh có biết là bé Khôi mất điện thoại không? Dạ em không biết. Rồi. Của vợ của con em thì em không biết. Vậy hả? Dạ. Rồi Khôi nó mất điện thoại rồi, bây giờ anh tính sao anh Phi? Biết giờ sao bây giờ? Rồi bây giờ dù sao anh cũng là cha dưỡng đúng không? Dạ. Bây giờ Khôi mất điện thoại rồi, thôi cho anh mình có thể là trích số tiền mua lại cho bé Khôi cái điện thoại mới không? Em thằng em lo chơi xong chứ sao kiếm cho nhỏ được. Chưa giờ anh đeo vàng đeo gì tùm lum mà sao anh vàng đó? Đâu vàng giả đó, em không có tin vàng giả. Cộng đồng mạng nó mất cỡ đó. Phải không Huy? Tiền đâu có thể vàng giả. Rồi bây giờ thì anh có hỏi là bé Khôi điện thoại đi đâu mất, vì sao mất không, anh có hỏi không? Không, nó đi đâu, nó rớt ở đâu, ai lấy nó, ai biết. À, em cũng không biết đâu. Hai chồng con hả? Hai chồng em ở riêng mà sao mà biết? Thì bữa nay Khôi nói là tìm đến đây là gặp anh chị vì vấn đề là có giúp gì được cho nó không nữa kìa. Giúp gì vợ cho nó ăn rồi được. Rồi thứ nhất là điện thoại nó bị mất nè. Rồi anh chị có mua lại điện thoại cho nó được cái mới không? Em làm gì hay chồng em có tiền mà mua. Rồi thứ hai nữa là bây giờ cái nhà nó bị cúp điện luôn, có nghĩa là không có tiền để đóng cho người ta cắt điện luôn rồi. Tại ngày mai hay chồng em lại coi. À, rồi mình có tiền để đưa cho nó đóng không? Nếu mà tiền điện không có nhiều đâu. Thì cũng khoảng 200 ngàn vậy. Mà có cái giấy đó mà được. Có giấy đi. Có giấy phiếu được. Em hay chồng em đi đợi nhà điện đóng. À, để ngày mai đi, mẹ hai chồng em đi đóng. Ngày mai đi. Thì có giấy đó đi đóng. Rồi chị Vi có hỏi là giấy đó ai giữ không? Thằng Kho nói rồi, chắc đó. Ơi giao cho người dân vậy. Sao lại giao cho người dân anh Phi ha? Để thằng Kho nó sợ nó giữ, sợ nó quên này nọ. Giữ mới ra giữ giùm. Mới hay vợ chồng em mới đóng thì nhà điện. Rồi anh Phi hôm qua với bữa nay giờ có ai điện cho anh vì vấn đề, có ai giúp đỡ mình hỗ trợ mình nữa không? Có không em? Chưa hả? Chưa bị. Anh Phi có biết không? Có ai điện cho anh Phi không? Không, mình điện thoại giao giờ em xài em mà. Em cắt không à, ai mà điện. Dạ. Ai muốn nói gì nói chuyện với vợ em, chứ em không nói gì. Nè, Phi giao cho em hết rồi là mì điện. Rồi. Em ta bắt máy rồi đã tưởng nghe. Chỉ vợ em nói vậy thôi. Chứ em ngoài ra em không biết gì. Không biết gì luôn hả anh Phi? Anh Phi, em có nghe nói hiện tại bây giờ nha, anh bây giờ thì nhậu vô là anh quên trước quên sau hay sao? Hả? Anh á cũng nhớ chứ làm gì quên. Sao mà em nghe người ta nói là anh nhậu vô cái anh nói câu trước câu sau là anh quên mất tiêu? Không có. Cái đó là nó ảnh hưởng tới di chứng gọi là bệnh thần kinh đó nha. Em từng bị thần kinh mà. Đó. Hỏi vợ em đi, có giấy. Có giấy không chị Vi? Có giấy không em? Mẹ Huy nó cái đó giấy hả? Có giấy, giấy lúc mà bị thần kinh đó. Lúc đó là thấy nghe mẹ Huy nói không à? Tâm thần á. Thế là thấy mẹ Huy nói không à? Thế em có biết gì đâu? Là anh Huy, anh biết anh cái bệnh mà thần kinh này là anh bệnh lâu chưa? Anh biết anh bệnh lâu chưa? Mấy năm nay hả? Là lúc đó là anh còn sống với gia đình trước của anh không? Không. Là mới ở sao? Ở gia đình. Vẫn còn ở là không có hay sao? Là có rồi hả? Có nghĩa là anh vẫn còn ở với vợ chú của anh với hai người con của anh á? Lúc trước là chưa. Chưa rồi. Từ khi mà hai anh chị ly hôn nhau rồi là mới có hay sao? Thì đi khám mà nói em bị tâm thần á. Là từ khúc lúc mà vợ chú anh bỏ anh á là anh bị hay sao? Đúng rồi, bị thần kinh hả? Không bị tâm thần thì thần kinh á. Là cái đó là lý do lúc nhớ lúc không á, là vợ anh bỏ anh buồn quá hay sao? Hay là đúng rồi, là tại sao lý do vợ anh bỏ anh? Ai biết à. Tại ta hết duyên hết nợ mình, ta bỏ mình. Có khi anh nhậu quá vợ anh chịu không nổi bỏ anh hay sao? Không trước đó... Anh có nhậu gì không?
cũng như vậy đó. Lúc trước là cũng nhậu như vậy ha, đi mua phế liệu như vậy đó. Vợ em giống như là hay thấy đó. Không, lúc trước là anh chưa gặp chị Vi là người trước kìa. Ờ, giống hình vậy đó. Là cũng vậy ha. Ra cái cuộc sống trước của anh cũng là vậy luôn. À, đúng rồi. Thì như vậy anh nhậu quá, vợ anh chắc phải chán nản anh là bỏ anh đó. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ ông trời thương tôi, cho tôi thêm đầu bóp tôi hơn vợ. À. Rồi vợ anh bỏ anh, rồi anh buồn, anh suy sụp tinh thần, rồi bắt đầu anh chuyển sang bệnh thần kinh hay sao? Lúc đó là em không lo làm ăn gì là. Lúc đó tại sao mình không lo làm ăn là lý do tại sao, mình suy nghĩ như thế nào? Em không hiểu biết gì. Nghĩa là mình chán nản, mình có nghĩa là mình chán đời, mình không có cần phải biết gì hết trơn đúng không? Ừ. Là mình có buông thả vậy đi đâu tới đấy ha. Ăn bờ ngủ bụi. Rồi hai đứa con gái của anh rồi có khuyên ăn gì anh không? Anh hai đứa con gái phải không? Không, hai đứa đó nhỏ mà. Rồi anh là có hai đứa con gái, là gặp vợ trước hai đứa con gái đúng không? Đúng. Rồi hai người con gái của anh là có khuyên ngăn anh, khuyên bảo anh là như thế nào không? Khuyên anh, ba mẹ em với em cũng không được. Ý là biết là khuyên không được rồi, nhưng mà hai người con có khuyên anh gì không? Có khuyên, nói ba ơi, ba đi hoài, ông nội bà nội đi kiếm. Ừ. Thì sao nữa? Nhầm khi em đi nửa đêm. Anh đi đâu nửa đêm? Đi lội bộ. Đi lội bộ đi vậy hả? Có nghĩa là mình cũng như là mình lúc đó mình tâm trí của mình là không có suy nghĩ ra cái gì, mình giống như người khùng, mình đi la phiên bạc vậy đó hả? Rồi cha mẹ anh đi kiếm anh. Rồi hai người con có đi kiếm anh không? Theo ông nội bà nội cũng đi kiếm ha. À. Nói ba đừng đi nữa. Ừ. Ba buồn rồi, ba buồn. Dạ. Thì lúc đó mình ở có ngủ đi. Mình đi như vậy thôi, nhưng thật sự là mình vẫn còn nhận thức được là cha mẹ của mình giữa hai đứa con của mình phải anh Phi? Em nhớ mà. Nhớ ha. Rồi lúc đó là khi mình suy nghĩ ra mình làm như vậy, mình có khả nào mình là làm khổ cho người thân của mình không anh Phi? Sao mà không khổ? Là lúc đó anh cũng suy nghĩ ra là mình làm như vậy là người lúc đó em không biết. Là mình buồn quá ha. Mình buồn rồi, vợ mình bỏ mình đi rồi, lúc đó là mình suy sụp tinh thần anh Phi ha? Không, bây giờ em cuộc sống em lại rồi. Không, ý em nói lúc trước á, lúc trước là anh bị căn bệnh này nè. Là một phần là ảnh hưởng từ vợ của anh bỏ anh ha anh Phi ha. Rồi anh buồn, anh chán, anh đi rồi nhiều khi rồi bắt đầu anh suy sụp tinh thần vậy mà ảnh hưởng tới anh bệnh như vậy hay sao? Đúng rồi. À. Rồi anh đi vậy trong vòng bao nhiêu lâu? Anh đi lang thang ngoài đời, ngoài bụi vậy nè. Em đi vậy, người nhà không kêu em về. Là cứ mình đi vậy xong rồi người nhà đi tìm kiếm mình gì à? Đúng rồi. À, lúc đó là mình không có đi buôn bán gì nữa sao? Đúng rồi. Là mình chán nản. Lúc mình đó cột em ở giường luôn. Là xích anh Lợi luôn hả? Đúng. Xích anh Lợi lúc đó là anh đã quen chị Vi chưa? Lúc đó chưa. Chưa quen chị Vi luôn ha. Là xích anh Lợi luôn. Rồi anh tháo xích, anh nghe nói anh tháo xích anh chạy thêm lần nữa hay sao? Em bỏ trốn. Cùi cái xích bự vậy sao anh làm đường nào mà anh tháo ra được? Bởi vậy lúc đó em không biết nhớ sao. À, có nghĩa anh nghĩ rằng lúc đó không phải là anh nữa hay sao? Rồi. À. Không biết gì nữa. Nhưng mà mỗi lần anh lên cơn hay là anh có lên cơn gì không? Hả? Anh mỗi lần gì anh có lên cơn không hay là tùy theo lúc mà có lúc không? Không, lúc em bệnh đó, em mới lên cơn. À. Lúc bệnh mới lên cơn, còn bình thường là không có. Bình thường. Là bình thường ha. Rồi lúc mà bình thường á là người nhà mình có nói với mình lúc mà mình lên cơn mình bỏ nhà đi lang thang không? Không. Có khi đầu em không có lên cơn rồi em không nói gì ấy. À. Em lên cơn lên rồi em quậy dữ lắm. Anh quậy như thế nào, như hành động sao? Quy nói em. Lên cơn là quậy sao? Lúc đó chị Vi đâu có ở đó đúng không? Không có biết sao biết. Lúc đó là anh chưa gặp chị Vi mà. Em làm gì em không biết gì chứ. Chỉ là nhiều khi anh hành động, anh làm những cái chuyện đó là anh không thể kiểm soát được bản thân của mình hay sao? Kiểm soát không được luôn á. Thôi cho chừng mình tỉnh rồi mình có biết mình làm cái đó không? Không nhớ luôn. Là không nhớ luôn, không nhớ là mình có làm cái đó không đúng không? Rồi người nhà có nói là mình lúc mình lên cơn mình làm cái vấn đề đó, người không nhà có... Nhờ người nhà kiềm chế mình. À. Mới tỉnh lại. Rồi người nhà lúc mà anh tỉnh lại ha, lúc anh tỉnh lại người nhà có nói với anh là anh làm cái vấn đề đó không? Có nói không? Biết. Có ha.
nói em đi quậy đầu này đầu kia. À, quậy đầu này đầu kia rồi rồi có đi, khi chạy xe vòng vòng gì á. À, mình chạy xe vòng vòng thôi, có khi nào mà anh lên gương anh đi phá làng phá xóm không? Không, không có. Không có hả? Nói chung là anh lên gương anh thích chạy xe anh đi vòng 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 vậy đó hả? Ừ. Rồi lúc đó là cái nhận thức của mình là không còn nữa. Ai phát lý gì vậy? À, lúc đó mình không biết mình làm mình là ai ha. Mình hết nhận thức được rồi. Ba mẹ em không biết. Ừ, rồi cái nguyên nhân nguyên do làm sao mà anh lại gặp chị Vy? Lúc trước là hai vợ chồng em đi mua phế liệu là chị Vy, chị Vy là đi lụm. Ừ. Rồi anh đi mua, rồi lúc mà chị Vy gặp anh muốn quen anh là có biết vấn đề là anh bị bệnh thần kinh không? Không. Chị Vy không có biết hả? Không. Rồi sau này thì chị Vy mới biết hay sao? Biết thì lâu rồi. À. Bây giờ gạo nấu thành cơm rồi. Ừ. Biết cũng như không. Giờ bây giờ gạo nấu thành cơm bây giờ trốn tránh cũng đâu có được đúng không? Anh Phê tâm thật, cỡ nãy cũng thương. Ừ, đúng rồi. Có, nói vậy anh, nói gì nữa. Sao chị nói, sao nói lại chị? Anh Phê có bị, à, anh Phê bị bệnh rồi. Cũng à, bệnh là tâm thần rồi đó. Sao nọ là vậy rồi, đừng có chia cách. Không có chia cách nổi đâu. Không mà tấm lòng em hơn ai, hơn một người đó. Bởi vì ta nói người cùng hơn hơn người tỉnh. Người tỉnh, à đúng rồi. Có nghĩa là anh nói là người cùng là yêu sâu đậm hơn người tỉnh đúng không? Đúng. Tính ra quay không vậy? Quay không vậy? Vì anh à, anh cùng. Không phải, không phải khổ không? Thằng bị bệnh. À, bị bệnh. Thường thường theo em biết được là một người mà cái tâm lý của họ và cái đầu óc với thần kinh của họ không ổn định á, họ đặt nặng vấn đề lắm. Đừng có ép nội em quá. Ừ. Em nhờ em quá em sẵn luôn rồi. Họ đặt nặng vấn đề lắm. Thí dụ họ nghĩ cái vấn đề đó là thí dụ như họ chú tâm vào cái việc đó là họ phải làm cho tới bến, họ phải làm cho còn xong. Ừ. Nó họ đặt nặng cái tâm lý cái vấn đề đó lắm. Tính em vậy đó. Ừ. Nếu mà em mục đích em muốn làm cho mình được đó. Ừ. Nhưng mà mình làm xong rồi là xong, thậm chí là không nhớ vậy chứ. Mình không biết vấn đề đó ha. Em không biết đó. Bây giờ em tỉnh rồi đó. À, lúc này anh có thấy cảm thấy là anh đỡ hơn lúc trước nhiều không? Khỏe rồi, có vợ cái bên trong đó. Anh chị Vy nè, mỗi lần lúc này anh Phi có còn lên cơn giống như lúc mà chưa trước không chị Vy? Quậy đâu. Bớt rồi hả? Là từ khi gặp chị là không, chị chưa chứng kiến anh Phi là em quậy gì? Là thương quậy mà la bỏ đâu. Là từ khi chị gặp anh Phi giờ chị có chứng kiến anh Phi lên cơn chưa? À, chưa. À, chưa. Em thấy anh Phi hơi đứt chặn thôi. Chứ không phải phải phải. Nhầm Phi quạo rồi. Không có chửi người ta. À. Đó, rồi quạo thôi. Em mới thấy. Lên cơn mà. Rồi cái căn bệnh của anh Phi này là có đi bệnh viện khám gì không? Trời ơi, giám định mà. Cũng có đi khám nè. À, cũng có bác sĩ chuẩn đoán là anh bị bệnh thần kinh anh Phi ha. Rồi có thuốc chạy chữa gì không anh Phi? Có thuốc mà em không uống. Tại sao anh không uống chứ? Em uống cái này nè. À, anh uống thần men thôi. Anh uống không uống thuốc kia, anh uống thuốc bằng chất men ha. Không mà em kiềm chế em được. Được không? Kiềm chế được không? Được. Chia cách hai chồng em cũng không bệnh cỡ nào cũng. Ờ, cỡ nào cũng bỏ nhau. Hai đứa từng khổ với nhau mà Huy. Người ta lẽ là bệnh hay lẽ mày bệnh người ta bỏ. Lẽ trở lại chồng em bệnh hay là em bỏ. Họ quan tâm chứ. Lúc mà khổ á, hai vợ chồng cũng bỏ nhau. Lúc mà em bệnh nè, anh Huy cũng mua thuốc cho em uống vậy. Đúng mua cháo. Rồi lúc bây giờ mình có cảm giác là mình còn khổ lại nữa không? Đỡ hơn lúc trước. Đỡ hơn ha. Đỡ thôi. Là nguyên nhân tại sao mà mình đỡ hơn khổ lúc trước anh Phi? Tại hai chồng em cũng gán. À, mình gán gì? Mình gán như thế nào? Đi mua. Đi mua hả? Đi mua hả? Đi mua rồi đi lụm á ha. À, cô bác thương. Rồi cô bác giúp cho thêm một mớ nữa ha. Dạ. Cũng nhờ vậy mà chị Vy lanh lẹ hơn lúc trước rất là nhiều ha. Chứ hồi đó chị không là cũng nhờ một tay anh Phi đào tạo á.
À, chị Vi phải cảm ơn anh Phi nhiều nha. Đấy, còn rượu. Em thương hết nữa là còn rượu. Còn có một chút xíu cho sao chị thương hẳn uống đi. Đấy, đấy, đấy. Là thương không hết là bị mà bỏ. Thôi chị cảm ơn anh Phi đi đã đào tạo chị à, mà em gái anh Phi ăn nhiều nhiều vô nó có sức nữa, nó đẹp trai nó đẹp trai như coi vậy hả coi. Ủa anh Phi cũng biết coi đẹp trai hả? Dạ coi không đẹp trai, đẹp trai. Rồi bây giờ anh Phi thử cảm nhận coi đẹp trai giống ai? Ai biết nữa. Ủa sao mà anh nói đẹp trai mà không biết giống ai? Ai biết. Giống ba bà nó như giống ba dạo lớn á, lúc trước ông Nhôm mà hồi lúc trước là lúc nào? Mấy năm trước á. Mấy năm trước hả? Là mấy năm trước là Khôi lúc đó là làm gì? Đó lúc mà ở cô Nhi Viện kìa. Ở cô Nhi Viện hả? Lúc mới về đây nè, mới ốm xíu bà. Nó ốm nè. Bây giờ bác tướng lên rồi đó. Lớn nhô mà rồi đó à, đó anh Diễn ha, về đây còn khờ nữa nha. Khờ không lắm, gì không biết gì luôn á. À, vậy sao mà sao là nè, coi nó khôn khéo nè. Không phải đâu là bên cạnh nhà với mẹ ai đi chơi như vậy, bà bạn bè đó. Anh nó giận không khéo nè. Hồi lúc mà em bắt đầu em ghi hình anh chị á, là em ghi hình bé Khôi đầu tiên á, là bé Khôi không biết nói năng gì nha. Thậm chí nói không được. Nhưng mà bây giờ là nói được nha. Nói được và nói chung là đầu óc nói chung là cũng mở mang được kiến thức một số rồi đó. Thôi giờ không thua ai đâu. Là chị biết tại sao mà bé Khôi là về đây là ít nói chuyện với ai không? Chị có hiểu vấn đề đó không? Là bé Khôi bị bệnh trầm cảm. Là chị lúc là bé Khôi ở trong cô như viện á, chị biết không? Cái sự giao tiếp và cái mà người với nhau để mà trò chuyện đó với nhau á là ít mà, ít á chị Vi, rồi hơn nữa là cũng giờ, cũng gây áp lực về mặt tình cảm của tình thương của người cha người mẹ không có đó. Hết tới lúc đó con em ở trong viện nè, bên khi em bưng cơm nè, cái rửa chén với người cho người ta ăn đó, rửa chén nè, bưng cơm đó nè, rồi biết dọn nhau, dọn dẹp ở trong phòng đó. Đang xong rồi ta dọn và dẹp dọn đó. Khôi chứ ai Khôi làm, người ta nói thằng Khôi làm không mà em nói em vô có thăm em muốn thấy rồi. Kinh nghiệm đó. Làm gì chứ làm. Đó em úp á, dẫn em đi nè, em thấy Khôi á. Ưng côn cho ta đó. Lúc mà Khôi vô trong cô nhi viện á là chị có đi thăm không? Khờ khạo, không biết gì luôn. Chị có em chị đi thăm. Có đứa em dẫn em đi thăm. Mà lúc đó thằng Khôi nó chưa biết gì đâu. Khờ khảo rồi khi ai xuống đi là ai xuống đi bưng cơm này nọ đó cũng đi làm bưng cơm nè đi bưng cơm cho ta đó Khôi cũng đi làm đó, bây giờ Khôi không khéo là ở đây là hai em đi mua thì gặp mẹ nè, gặp mẹ mới khôn khéo nè, phải không Khôi? Ở đi em bà rồi chị bây giờ Khôi mất cái điện thoại rồi đó nha, thì chị phải quan tâm bé Khôi gì nhiều vô. Vậy nó mất rồi, hỏi nữa rồi. Mất rồi, em nói là đầu như thế giờ. Để từ em cái về quyết định của em mua. Từ em có tiền em cũng muốn sắm cho con em cái à. Cái bây giờ em chưa có tiền. Rồi vậy ha. Rồi.